xin kính chào quý vị và các bạn. Trước trước mắt chúng ta là combo âm ly đàn ông PMA 1500 RE và đầu CD đàn ông DCD 1500 RE. Đây là một cái combo đời rất cao. Trước đầu CD thì có rất nhiều cái công nghệ đời mới, giải mã 32 bit và có trang bị tính năng làm DAC độc lập, và hơn nữa là có thể kết nối được với USB và kết nối được với USB để kết nối vào máy tính và giải mã tín hiệu từ máy tính phát ra. Những cái tính năng trên thì thường chỉ thấy ở những chiếc đầu CD cao cấp, những chiếc đầu CD đắt tiền và những chiếc đầu CD đời mới. Thì chiếc đầu CD 1500 RE này đều được trang bị đầy đủ các cái tính năng, và đặc biệt nữa là có thể giải mã tín hiệu các quang. Chúng ta có thể kết nối với các cái thiết bị như là TV hoặc là các cái thiết bị phát nhạc số mà truyền tín hiệu qua đường góc quang, thì chúng ta có thể đưa qua chiếc đầu CD 1500 RE này để giải mã cho chất lượng âm thanh được tốt hơn. Hiện tại thì hai sản phẩm này em đang bán với giá như sau: trước 13,5 triệu một sản phẩm, cả bộ là 27 triệu cho một cái bộ sản phẩm có thể ghép được rất nhiều dòng loa này mới, BB kép hoặc Tannoy hoặc là JBL thì có thể phối ghép rất là tốt. Đặc biệt là có một ưu điểm nổi trội là chiếc đầu CD này có thể dùng làm một thiết bị giải mã cho chất lượng âm thanh được tốt hơn. Và đi kèm cái combo này thì có điều khiển zin dùng cho đầu và âm ly, điều khiển zin và còn điều khiển xịn, và có thể điều khiển được đầy đủ các tính năng trên đầu và âm ly, to nhỏ, tắt bật. Em đang phát nhạc từ chiếc ổ cứng 2T cắm vào cổng USB ở phía đằng trước của chiếc đầu CD đàn ông 1500 RE. Trong đây thì em chứa rất nhiều các bài nhạc chất lượng cao. Thì bây giờ em sẽ dừng nó để em sẽ chuyển qua đường CD. Trên điều khiển và trên máy thì đều có chọn input. Đây, chọn input. Bây giờ em sẽ chọn đích. Đây, có USB DAC này. USB DAC này là khi chúng ta cắm với máy tính thì nó sẽ giải mã, kết nối máy tính và giải mã tín hiệu từ máy tính phát ra. Có đường vào QCA, đường đục trục, đường vào optical, đường góc quang, chúng ta kết nối với TV. Và đây là chạy đĩa đĩa CD. Chiếc đầu này thì có thể chạy được đĩa SACD và chất lượng nhạc là 32 bit. Mình sẽ quay phía sau
ta cùng xem. Và đây là phía sau của thiết bị. Thì chúng ta có 3 đường vào. Đó là đường optical, đường quasia hay còn gọi là đường đồng trục, và một đường USB. Đường USB này thì như em đã nói ở trước rồi, thì chỉ có những chiếc đầu âm ly đời mới, thế hệ mới và cao cấp thì mới thường có những đường USB DAC để chúng ta kết nối với máy tính để giải mã tín hiệu từ máy tính ra. Ngoài ra thì có cả đường ra của cáp quang, đường ra của đồng trục và đường ra của RCA Made in Japan Super Audio CD, chạy được đĩa RCD này. Công suất 38W rất là cao luôn. Hiện tại thì những chiếc đầu CD hay âm ly CD đàn ông mà có cái đuôi là RE thì khá là ít trên thị trường, bởi vì đây là một trong những cái sản phẩm nó đang còn rất là mới, cho nên là cũng ít người chơi nâng cấp. Chính vì vậy cho nên là cái lượng hàng trên thị trường cũng rất là ít, nó hiếm. Cái combo này em bán với giá là 13,5 triệu cho một sản phẩm. Anh em nào lấy cả bộ thì sẽ có giá tốt nhất. Đây, chúng ta có thể ghép được với nhiều các dòng loa. Loa Selection Dinton 15 cho chất âm rất là mềm mại. Tính đời âm ly đời đông đời mới thì có chất âm mềm mại hơn những đời cổ rất là nhiều, đặc biệt là những đời 580, 780, 890 thì có chất âm thường được anh em đánh giá là khá là khô. Thì ở những đời này thì chất âm nó được cải thiện hơn rất nhiều, có độ mềm mại. Lệ ngất quen mình, tình đến rực rỡ em cho tôi ước mơ, tình xa tình lỡ ta mòn những cơn say. Tan vỡ, ta chìm vào những cơn say.